tiên tri hé lộ bí mật chấn động về vận mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ 53 đến 57 tuổi, tránh ba điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Số này lúc nhỏ gian nan, lao tâm khổ trí vui chiều buồn mai, thân thì phải chịu lao đao, tình duyên trở nãi bằng không đối rời, số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực ra môn an hòa. Họ hàng như thể người xa, cũng như giá lạnh đêm đông điêu tàn, lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu vận phú lúc ra môn an hòa, mùa xuân mới đặng thảnh thơi, an nhàn sung sướng đố ai sánh bằng. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, trong cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều người tự hỏi không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Và khi đã gần chạm mốc 53 năm cuộc đời, nhiều cô bác anh chị không khỏi lo lắng và bất an vì càng già càng lắm bệnh tật. Lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc, nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi, thân quen dần rời xa cõi đời mà bần thần, cô đơn, xót xa cõi lòng. Vì vậy, với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác anh chị đã tìm đến tử vi tướng số nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy, các nhà tử vi, huyền học đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc nhở về mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Quý Sửu là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số khó khăn, khổ nạn khiến Quý Sửu hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ nay trở đi, chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý ba đời. Vậy ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với Quý Sửu? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhẩm sổ, được mất gì bởi duyên số cho ta, còn điều gì day dứt tuổi xuân qua. Cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta, khi quãng đời nông nổi đã đi qua, chữ gia đình trong ta là tất cả. Quá khứ quên đi những cơn gió lạ, để tình già được yên ả nồng say, khi gai đời cào rướm máu đôi tay, ta chua chát nhìn thói đời trần trụi và cần lắm một bờ vai an ủi. Để nhẹ lòng bước xong rồi ngày mai, quy luật đời chẳng ưu ái riêng ai, khi bụi trần phủ mờ cay đôi mắt, nước thời gian gội mái đầu nhuốm bạc, là bóng chiều man mác đuổi sau lưng. Quý vị thân mến, tuổi nhìn mệnh có nghĩa là nhìn thấu cuộc đời. Tôi đã từng nghe câu nói này, mọi điều con người sẽ trải qua trong cuộc đời đều đã được định đoạt. Thượng đế đã an bài số phận của chúng ta rồi, đến 53 tuổi, sự hiểu biết về những lời này thậm chí còn sâu sắc hơn. 53 tuổi, nhìn thấu sinh mệnh, cũng nhìn thấu danh lợi, khi còn trẻ cố gắng hết sức để theo đuổi danh tiếng, quyền lực, địa vị, tất cả mọi thứ đòi hỏi như mong muốn. Nhưng cuối cùng mới phát hiện, ở trước mặt thời gian cũng bất quá chỉ là một hồi mộng ảo bong bóng, sức khỏe tốt, không có bệnh tật, không có tai họa đã là một điều may mắn lớn rồi. Ở tuổi 53, Quý Sửu hãy bắt đầu tận hưởng cuộc sống của mình. Khi còn trẻ, nửa đời lo cho con, nửa đời vất vả vì gia đình, cuối cùng, nhịp độ cũng đã chậm lại. Đừng can thiệp quá nhiều vào việc nhà của con cái. Hãy nhớ một điều, con cháu sẽ có phúc riêng của chúng, đừng quá bận tâm về chúng. Ở tuổi 53, cô bác anh chị hãy học cách làm hài lòng bản thân và sống nốt phần đời còn lại. Bước qua tuổi 53, hẳn cô bác anh chị đã vượt qua số mệnh của mình. Đến tuổi này cần duy trì tâm lý lạc quan, hãy gác lại những chuyện bên ngoài. Khi thời tiết đẹp, hãy ra ngoài đi dạo. Thể dục nhẹ nhàng hoặc thong dong đánh cờ, hãy để bản thân được nhàn nhã và hạnh phúc hơn khi về già, đồng thời tận hưởng niềm vui cuộc sống gia đình với con cháu cận kề bên mình. Năm tháng trôi qua, chớp mắt nửa cuộc đời đã qua đi, người nghiêm túc sống thì sợ chi tuổi già sắp tới, hãy sống tốt trên con đường già đi. Tu tâm dưỡng tính đừng sống mãi với quá khứ, đừng sợ hãi tương lai, dụng tâm sống tốt mỗi ngày, đó chính là cách sống tốt nhất. Trải qua hơn 50 năm cuộc đời, cô bác anh chị dần nhìn nhận mọi thứ với sự sáng tỏ và thấu suốt, ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày. Sau 53 tuổi mới đột nhiên hiểu thấu về số phận, kim tiền, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình và bè bạn, đột nhiên ta có thể coi nhẹ rất nhiều việc, thông suốt rất nhiều đạo lý, con người vốn dĩ đến thế gian với thân hình đỏ hòn, tới khi về với cát bụi cũng trần trụi mà thôi. Phía cuối con đường vẫn còn ngã rẽ, chỉ mong bạn vẫn nguyện bước tiếp, đôi khi nhìn như vẫn còn lối, nhưng kỳ thực đã đến lúc bạn cần rẽ rồi. 53 tuổi đã cần chuyển ngoặt, lẽ nào chúng ta đã thực sự trở thành phế phẩm, ta đã già thật rồi sao, chẳng lẽ cứ lặng lẽ mà tiêu trầm đi sao? Ấy thế mà ở độ tuổi lục tuần, ta lại cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoáng đạt và thông tỏ trước sự đời,
nếu chuyện gì cũng tranh hơn thua, ngày nào cũng so bì cùng người khác, đó chẳng phải đang làm khổ mình hay sao? Đến ngã cần rẽ thì rẽ đi thôi. Quay đầu nhìn lại, khi ta đi xe hơi thì vẫn có người đi xe máy, khi ta đi xe máy thì vẫn có người đi bộ, khi ta đi bộ lại có người đang chống gậy, khi ta chống gậy vẫn còn người cụt chân, khi ta cụt chân hãy còn có người mất mạng, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao? Con người sống trên đời được mấy chục năm, dẫu khi còn sống bạn làm quan khoác áo gấm hay chỉ là thường dân áo vải, cuối cùng cũng nằm dưới nắm đất vàng mà thôi. Có thể bạn chẳng có số làm quan, nhưng chắc chắn bạn biết làm người, có thể tiền bạc thiếu thốn, nhưng nội tâm bạn chắc chắn đủ đầy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đời người như một bụi hồng, chẳng có xấu đẹp tuyệt đối, có cả hoa tươi thơm ngát, có cả nhành cây xù xì, gai góc. Chỉ là xem chúng ta để tâm đến những nụ hồng đẹp hay gai sắc nhọn, trong lòng tràn ngập lòng biết ơn, sự ấm áp sẽ theo bạn như hình với bóng. Trong mỗi ý nghĩ ta đều khoan dung với người khác, hòa khí tự nhiên bén gót chẳng rời, lòng biết ơn. Sự thấu hiểu và tha thứ tạo nên những trái tim khoáng đạt, cùng thấu hiểu tin tưởng và trân quý nhau mới khiến tình thân thắt chặt mãi mãi. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi. Đến 53 tuổi, cô bác anh chị mới hiểu được những đạo lý này, kiếp người như một chuyến du lịch. Hà tất phải quan tâm tới điểm đến, chỉ cần đắm mình với phong cảnh bên đường mà thôi, dẫu thế sự vật đổi sao rời, chúng ta cũng giữ lại hương sắc xuân hạ thu đông trong lòng mình. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý, nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm trạng thật tốt, điều này chỉ có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ, nơi tâm hồn sâu thẳm. Đời người quá ngắn ngủi, dẫu tốt hay xấu cũng đừng nuối tiếc, dẫu vui hay buồn cũng chớ thở than, có thể sống vẻ vang thì tốt, sống khổ đau một chút cũng coi như trải nghiệm tâm hồn. Một đời không dài, chỉ cần bạn đã dốc hết tâm sức, đã thực sự trải lòng, thì chẳng còn gì phải nuối tiếc, cũng chẳng còn gì phải ân hận. Sống với thực tại mới có thể tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người có rất nhiều chuyện chẳng thể biết trước, chỉ có thể cần mẫn làm tốt những việc trước mắt mà thôi. Sống với thực tại mới là cách sống tốt nhất để thân xác và tâm hồn cùng hòa, cùng chung một nhịp, đây cũng là thái độ sống chân thực nhất. Khi sống với thực tại, ta vừa không bị quá khứ che mờ đôi mắt, cũng chẳng phải bận lòng trước tương lai, khi ấy chúng ta mới có thể tìm lại được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Rốt cuộc, ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi, chỉ có hiện tại mới là món quà tốt nhất mà thiên thượng ban tặng chúng ta mà thôi. Thế là sau tuổi 50, Quý Sửu cũng hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn mà bản thân mình lại rất bé nhỏ. Có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy, bản thân chúng ta vốn đã rất khổ, rất mệt, không cần cứ mãi chỉ trích lẫn nhau. Con người ta cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi, bôn ba, dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Con người ta cả một đời đều đang tằn tiện, tích góp, dành dụm, sau cùng dù cho rè sẻn bao nhiêu, tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Con người ta cả một đời đều đang chịu đựng nhường nhịn, sợ hãi, nhưng dù cho cẩn thận thế nào, ta vẫn đắc tội với không ít người. Một đời chúng ta đều đang đọc, đang viết, đang cảm ngộ, nhưng dù có thông minh bao nhiêu, vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Con người cả một đời đều đang tỉnh táo, dù cho bình tĩnh bao nhiêu, cơ trí bao nhiêu, sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Thế là sau tuổi 50, Quý Sửu cũng hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn mà bản thân mình lại rất bé nhỏ, có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Bản thân chúng ta vốn đã rất khổ, rất mệt, không cần cứ mãi chỉ trích bản thân, đời người vốn không phải mọi chuyện đều luôn như ý. Cớ chi phải cưỡng ép bản thân, đã cố gắng hết mình rồi, dù cho kết quả thế nào cũng đều được cả, chuyện nơi thế gian không ai nắm chắc được vĩnh hằng. Thế là sau tuổi 50, Quý Sửu cũng hiểu được rằng đời người thật quá ngắn ngủi, không cần thiết phải tính toán quá chi li, những việc không hiểu được. Thế thì không cần phải hiểu, có những người không phỏng đoán được thì không cần phải phỏng đoán, có những lý lẽ nghĩ không thông thì không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa. Những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở một góc gió không có ai. Vậy nên, hãy tự nhắc nhở bản thân mình, cuộc sống có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực, bạn có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Sau tuổi 50, Quý Sửu hiểu được rằng cuộc sống sẽ không vì những lời oán trách của bạn mà thay đổi đời người, sẽ không bởi bạn phiền muộn mà đổi khác, dù bạn oán trách hay không. Cuộc sống vẫn sẽ y như vậy, dù bạn có buồn hay không, đời người cũng sẽ y như thế, oán trách nhiều, buồn phiền vẫn là bản thân, thương cảm nhiều, khổ não vẫn là chính mình. Bạn khóc, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà chảy nước mắt vì bạn, bạn khổ, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà thêm phiền não, là con người, đâu có chuyện vạn sự đều luôn như ý, mọi việc đều luôn thuận tâm. Trong công việc, đâu có chuyện vạn sự đều viên mãn, mọi việc đều không chút tiếc nuối. Nếu đã như vậy,
Sao ta lại không mỉm cười? Nếu đã như vậy, hà tất phải phiền muộn, lo âu. Người sống ở đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời, vậy sao ta không vui sống cho đến cuối cuộc đời này? Thế là sau tuổi 50, Quý Sửu đã hiểu được rằng đừng làm khó bản thân, một người long đong khổ sở sống ở thế gian này, đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi, cũng không cần phiền não với từng áng mây thoảng qua. Hãy sống vì bản thân, dù cuộc sống cho ta điều gì đều thản nhiên vui vẻ đón nhận, đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác, hãy là chính bản thân mình, đi tốt con đường mà mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Sau tuổi 50, Quý Sửu cũng hiểu được rằng, với những gì bản thân không với tới được, không cần phải mong muốn thái quá, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, lòng mệt mỏi rồi. Hãy nghe vài bản nhạc hay, trong lòng có chuyện sầu não, hãy thổ lộ với người bạn yêu thương, mệt mỏi rồi, hãy pha cho mình một ấm trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những lúc buồn phiền, tìm kiếm niềm vui, đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rộn, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi, hãy ngừng tay lại, chớ để đánh mất niềm vui. Sau tuổi 50, Quý Sửu đã hiểu được, đừng làm khổ bản thân, đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, bôn ba cũng được, lăn lộn cũng được, đều chỉ là nháy mắt, không chỉ trích, không oán trách, cho bản thân một phần lạc quan, một phần bình hòa, không cưỡng cầu, không mong mỏi thái quá, cho bản thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh, không so đo, không tính toán, giữ lại một phần tình cảm chân thành nhất trong tâm, không hâm mộ vầng hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh, cất những bước chân tự tin, kiên định với sự lựa chọn của riêng mình, lấy tâm thái lạc quan mà sống tuổi già tốt đẹp nhất của mình. Theo lời tiên tri của giới tử vi, trong 5 năm sắp tới, tuổi Quý Sửu cực may mắn, nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người, được cát tinh soi chiếu. Quý Sửu dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, từ đó vận mệnh của bạn có những bước ngoặt lớn, đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc, niềm tin mãnh liệt vào thành quả từ nỗ lực, giúp họ không bao giờ lung lay ý chí trước những lời bàn tán, những ngày khốn khó dần lùi xa, chỉ cần nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ có một tương lai tươi sáng rực rỡ. Tử vi dự đoán, 5 năm tới là thời điểm tuổi Quý Sửu như diều gặp gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu và tích lũy kinh nghiệm, họ từng bước khẳng định vị thế của bản thân và luôn được cấp trên đánh giá cao. Nhắc đến tuổi này, người ta thường nghĩ ngay đến sự ổn trọng, chắc chắn và làm việc đến nơi đến chốn. Nhờ những đức tính này, mọi việc qua tay con giáp này đều được hoàn thành một cách gọn gàng và hiệu quả. Năng lực của họ đã được khẳng định và tiếng lành đồn xa, giúp họ ngày càng tạo dựng được vị trí vững chắc trong xã hội. Sự nghiệp của tuổi Quý Sửu trong năm nay vô cùng khởi sắc, không chỉ thành công và giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc. Họ còn có thể đầu tư, kinh doanh bên ngoài và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Nhờ vậy, thu nhập cả chính và phụ của họ đều tăng cao, giúp họ có cuộc sống sung túc và đủ đầy. Đây là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày vất vả và khó khăn mà tuổi bản mệnh đã trải qua. Kim đầu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, soi đường dẫn lối cho con giáp này đến với thành công và sung túc. Trời sinh những chú trâu vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc chăm bề, nhưng khó khăn chỉ càng khiến bạn thêm mạnh mẽ, tự tích lũy bài học kinh nghiệm xương máu, con đường công danh vì vậy mà thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh không mưu cầu giàu sang, nhưng cũng không chấp nhận buông xuôi, mặc kệ hoàn cảnh, bạn không bao giờ cho mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên cố gắng hết sức. Đến thời điểm chín muồi, con giáp này có được tất cả vinh hoa phú quý và 5 năm tới chính là lúc bạn đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng. Về phương diện tình cảm, đào hoa tinh Bách Việt gửi trao cho mệnh chủ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và mối quan hệ thêm khăng khít nhờ sự quan tâm, chăm sóc nhau chu đáo. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo, tuy vậy bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Dù thuận lợi về mọi mặt, nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều việc để làm và theo đuổi, cảm giác bận rộn là không thể tránh khỏi, càng những lúc như vậy càng phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Công việc bận rộn càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Còn một khi để đổ bệnh, dù bạn có ôm ấp tham vọng lớn lao đến đâu cũng chẳng có sức mà theo đuổi. Quý vị thân mến, vận mệnh của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào tuổi hay tháng sinh, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như môi trường, giáo dục, cơ hội và quyết định cá nhân. Tuy nhiên, trong văn hóa dân gian của một số nền văn hóa châu Á,
tháng sinh cũng được coi là một yếu tố ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng riêng. Những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này được trời phú cho trí thông minh và tài trí hơn người. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự may mắn và thời cơ thuận lợi, khiến cho con đường thành công của họ thường đến muộn hơn so với những người khác. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Mang trong mình hoài bão lớn và ước mơ cao xa, những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 2 luôn nỗ lực hết mình để theo đuổi mục tiêu. Tuy nhiên, do thiếu sự tính toán kỹ lưỡng và cẩn trọng, họ thường gặp phải nhiều thất bại trong cuộc sống. Nếu kiên trì vượt qua những thử thách này, sự nghiệp của họ sẽ dần dần ổn định và vững chắc. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 3. Yêu thích sự tự do và phóng khoáng, những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 3 luôn khao khát được bay nhảy và làm những điều mình muốn. Họ thường có xu hướng kết hôn muộn hơn so với những người cùng trang lứa. Nhờ vào sự thông minh và mưu trí, họ có thể dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ khi còn trẻ tuổi. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 4. Cần cù, chịu khó là những đức tính nổi bật của những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự quyết đoán, khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội và vận may quý giá trong cuộc sống. Để đạt được thành công, họ cần phải rèn luyện sự kiên trì và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 5. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này thường thiếu đi sự kiên định và lập trường vững vàng. Họ dễ bị thay đổi ý kiến và tin tưởng người khác một cách mù quáng. Chính vì vậy trong cuộc đời, họ không ít lần bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, nếu họ biết cẩn trọng và kiên nhẫn, mọi khó khăn và trắc trở đều có thể giải quyết được. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 6. Ngay từ khi còn nhỏ, những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này đã ham học hỏi và hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành, họ càng trở nên năng nổ, nhiệt tình và tốt bụng. Nhờ vậy, họ luôn được quý nhân phù trợ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Cả đời họ sống trong an nhàn, sung sướng, không lo túng thiếu. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7. Những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Họ sớm có công việc ổn định, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vợ chồng họ một lòng thủy chung, yêu thương nhau. Về già, họ có của cải, tài lộc để lại cho con cháu. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 8. Những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này có tinh thần tự lập nghiệp. Họ đi lên từ hai bàn tay trắng và sớm muộn cũng đạt được thành công. Cuộc đời họ tuy phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng được hưởng phúc lộc. Càng về già, cuộc sống của họ càng ổn định và sung sướng. Gia đình họ hòa thuận, vợ chồng yêu thương, cùng nhau chia sẻ và vượt qua mọi khó khăn. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9. Nhờ hưởng phúc lộc từ ông bà tổ tiên để lại, những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn, họ luôn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Tuy phải trải qua gian lao, vất vả, họ cũng sớm thành danh và đạt được địa vị, quyền lực trong xã hội. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 10. Ban đầu, cuộc sống của những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự thông minh và quyết tâm, họ dần dần xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định. Càng về sau, cuộc sống của họ càng đầy đủ và tiện nghi hơn. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 11 âm lịch. Mặc dù có nhiều ước mơ và hoài bão, nhưng những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này lại thiếu đi sự quyết tâm và kiên trì. Họ dễ chán nản và bỏ cuộc giữa chừng. Do vậy, nếu muốn thành công, họ cần phải rèn luyện bản lĩnh và nỗ lực hết mình. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 12 âm lịch. Tuy đường công danh, sự nghiệp không mấy thuận lợi, nhưng những người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này lại gặp vô vàn may mắn trong tình duyên. Họ có cuộc sống gia đình hòa hợp, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Quý vị thân mến, phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ, buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Có rất nhiều mối quan hệ chỉ cần can đảm buông tay là có thể tự giải thoát được cho mình, cho người, nhưng phần lớn chúng ta đều làm không được, không biết cách buông bỏ, lại tự nhận lấy tổn thương về mình. Vậy sau đây xin mời bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi thử lắng nghe câu chuyện dưới đây để tự rút ra bài học về sự buông bỏ cho riêng mình. Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi: "Thưa thầy, con muốn buông xuôi tất cả, nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng." Nhà sư đưa anh ta một cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia, cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói, cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi, vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông, trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp hơn. Tâm người sở dĩ mệt là bởi vì thường thường khăng khăng giữ mà không chịu buông bỏ. Trong cuộc sống luôn có một số chuyện đáng nhớ, cũng có một số chuyện nhất định phải xả bỏ, buông tha và khăng khăng nắm giữ, nên lựa chọn cách nào, dũng cảm buông bỏ là một loại châu báu.
Con người sở dĩ luôn phiền não là bởi vì không học được cách quên đi, hết thảy sự tình đều ẩn sâu trong tâm linh, vì thế mà không xóa đi được. Cuộc sống cần hiểu rằng, điều gì nên nhớ kỹ thì nhớ kỹ, điều gì nên quên đi thì quên đi, điều gì thay đổi được thì thay đổi, điều gì phải tiếp nhận thì không thể thay đổi. Đời người kỳ thực chính là như vậy, có những chuyện bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, có lúc muốn bản thân được sống vui vẻ, thoải mái, nhưng lại vì người thân cận ở bên hay những sự tình phát sinh, làm ảnh hưởng mà không thể dứt ra được, cho nên nhân sinh luôn chất chứa nhiều những điều tiếc nuối. Thời gian thấm thoát trôi qua, sinh mệnh của mình cuối cùng vẫn phải do mình nắm giữ, chi phối và chịu trách nhiệm. Mỗi một ngày trôi qua, những ký ức không tốt cũng sẽ phai nhạt đi một ngày. Những người thân yêu cũng sẽ rời xa thêm một ngày, những giấc mơ cũng bị đánh thức thêm một ngày. Cho nên, những gì cần buông tha thì quyết không nên giữ lại. Những gì nên quý trọng thì quyết không buông tha. Nếu nắm giữ mà không hạnh phúc, không vui vẻ thì chi bằng hãy buông tay. Nếu luyến tiếc, không buông bỏ xuống được thì chấp nhận thống khổ. Điều nhân sinh nuối tiếc nhất là dễ dàng buông bỏ những gì nên giữ, khăng khăng giữ lại những gì nên buông bỏ. Rất nhiều khi, người ta khăng khăng nắm giữ cho được những gì nên buông bỏ và cuối cùng tạo thành nỗi thống khổ cho bản thân mình. Nhưng cũng có rất nhiều khi, buông bỏ không phải là mất đi mà lại là nhận được nhiều hơn. Quá nhiều u buồn sẽ khiến con người mệt mỏi, vậy sao không buông bỏ xuống để đi đoạn đường đời được thong dong, thản đãng? Tình cảm quá nặng sẽ khiến lòng người đau, vậy sao không buông tay, lãng mạn chỉ là trong chốc lát mà thôi? Nước mắt quá nhiều sẽ khiến tâm con người thật khổ, vậy sao còn không lau khô nước mắt, mỉm cười mà đối mặt? Vâng, quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.